Rồi, ok. Thì chắc là mình đi phân tích chút xíu về cái cách tiếp cận của T1 với lại Hanwha Lai ở trong cái trận chung kết nhánh thua của LCK anh em ha. Thì mọi người cũng biết rồi, cái kết quả ở trong cái cặp trận này thì nó là 3-1 cho bên phía của Hanwha Lai. Và cái mấu chốt đó chính là con Smolder đang được đánh giá là tia tướng cao nhất của phía Hanwha Lai. Và bên phía của Genji họ cũng nhận ra được cái câu chuyện này ha. Mọi người thấy là bên phía của Genji đánh với lại Hanwha Lai á, thì họ được lợi rất là nhiều. Thứ nhất là cái bệ tướng của Kennen không bị áp lực với lại Phoenix, tức nghĩa họ không cần phải cắm vi với lại con Maokai ngay chỗ này nè. Thay vào đó họ dùng những cái lực cắm này để cấm những con tướng thuận tay và họ đánh giá nguy hiểm hơn và khó kiểm soát hơn nếu như ván thi đấu được kéo dài. Và bên phía của Hanwha Lai sẽ không được chơi con Smolder khi mà đối đầu với lại Genji. Nhưng mà về mặt bệ tướng của T1 khi mà đánh với lại Hanwha Lai ấy thì không có được cái lợi ích đó và bắt buộc là phải dành những lực cấm Maokai với lại Vi của Phoenix. Đây gần như là bắt buộc nha mọi người ha, tại vì hai con tướng này nằm trong tay của Phoenix thì bên phía của Hanwha Lai vận hành ác lắm. Và kiểu như là con Maokai này nè, nếu như mà để hở ra Maokai với lại Vi á mà T1 bích được, nếu như mà T1 bích được con Maokai á thì T1 cũng không vận hành tốt được con Maokai này ha, bằng con Sejuani. Nên ban bích này gần như là đóng khung vô hai vị tướng này rồi. Rumble thì bên phía của team đỏ gần như phải cấm ha. Khi mà chuyển về bên phía của team 2 thì họ sẽ mở ra những cái con tướng mới. Nhưng mà phải cấm con Maokai với là con Vi. Rồi, ban bích thì mọi người thấy như thế nào? Riêng về cá nhân Linh thấy thì bên phía của Hanwha Lai có được những con tướng rất là thuận tay. Thứ nhất là Smolder, thứ hai là Poppy, đều là những con tướng rất tủ rồi của bên phía Hanwha Lai ha. Thứ ba nữa là Zac, cũng là cái con tướng tủ ở trong cái mùa này của Doran. Rồi xong rồi Jhin thì dạo gần đây thì Viper đánh tranh con này ác lắm. Nói chung là cũng tủ luôn á. Ba thì ba của Delight thì cũng gọi là chưa tủ lắm ha, chưa tủ lắm tại vì Delight không sử dụng con tướng này nhiều ha. Coi như là 4 trên 5 sự lựa chọn của phía Hanwha Lai đều là những sự lựa chọn quá mạnh. Quá mạnh. Ha, quá mạnh của họ. Còn ngược trở lại thì bên phía của T1 bích cách lane đi mid, dứt đường dưới, cách lane mid thì cũng được. Nói chung cách lane mid thì cũng ok, chất tướng cấp độ 1 ok. Khỏe, mạnh hơn so với lại Smolder ở những cấp độ đầu tiên, đi đường tốt. Kèo Zac với lại Na cũng là một cái kèo mà kiểu dạng BK, BK nghiêng về cho bên phía của Zac. Chứ mà Zac không đánh, Zac mà kiểu dạng đánh dùng dùng đánh phòng ngự là đánh không lại so với lại Na nha. Và kèo này thì rất xử lý tốt rồi. Chỉ có điều đó chính là đường dưới thì những cấp độ đầu tiên thì con Zic này nó không đẩy được với lại cái cặp đôi phía bên đây và có dấu hiệu bị xâm lăng rừng. Và bên phía của Hanwha Lai Được họ khóa đánh lại vô trong tay rừng rất là triệt Doran. để Đây sẽ là một Na đánh họ đánh vô rừng rất là triệt để ở những cấp độ đầu tiên ha. Chắc là game này thì Linh sẽ nói nhanh qua thôi. À, cái game này thì lúc mà ngồi coi thì Linh có bàn với lại Naul như thế này. Đây, để cho mọi người mở cái đoạn hội thoại của Linh với lại Naul cho mọi người coi ha. Nè, đây cái là cái khúc mà Linh kêu là thua rồi đang chờ ván 2 qua bên phía của team 1 á, là cái khúc đó là cỡ 10 phút của ván đấu. 10 phút của ván đấu là bên phía của Hanwha Lai đang có được nói chung là một chút xíu những cái áp lực ở dàn đi đường á, họ chỉ bị thua, Doran chỉ bị thua ở đường trên thôi, là cái thế trận lúc đó bên phía T1 rất khó thắng rồi. Mới chỉ 10 phút nha mọi người thì bên phía của Doran rất là khó thắng rồi. Xong rồi nói hồi tới Naul nó tin vô Doran sẽ fail, fail một pha thì vừa mới nói xong luôn. Vừa mới khen là best Zac luôn. Ừ. Xong Naul nó kêu chắc là Doran sẽ fail thì đúng sau cái tình huống mà vừa mới chat xong là cái chỗ này nè. Vừa mới chat xong thì Doran nó bị fail ngay cái chỗ mà nó TP á mọi người. Nó bị fail ngay chỗ này nè. Đây 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 đây. Vừa mới chat xong câu đó luôn, Doran nó làm quả TP xong rồi nó nhảy. Vừa mới chat xong luôn. Ừ, kiểu kiểu là như vậy ha. Xong rồi anh nhảy qua đây. Ok, đá thủ Doran. Đó, xong rồi Linh mới nói là cái câu chuyện ở đây á là kiểu cái slot 3 của phía T1 á là nên bích con Kermiu thay vì bích con sụp là ngay chỗ này nè.
Ngay chỗ này nè. Slot 3 là ngay chỗ này nè. Họ bích ngay cái chỗ này là bích con Leona, sau đó họ cấm hai con Sport. Tại cái câu chuyện là như này nè, trên cái góc nhìn của Linh á, Linh nhìn nhận á là nếu như mà bên phía của Tiên Oanh đã để hở ra con Smolder Ly cũng được. Họ đánh giá con Smolder có để hở ra cái tia tướng của con Smolder có thể thấp cũng được, không phải là tier 1 đẩy xuống tier 2 đánh giá thấp cũng được, nhưng phải đưa ra cái phương án để có thể giải quyết cái câu chuyện con Smolder của JK đường giữa. Và Linh nghĩ rằng cái cặp đôi Zeke với lại Kermit có thể giải quyết được cái câu chuyện đó ha. Cặp đôi đó là cái cặp đôi mà focus vô người chụp cái lồng xong người ném cái chữ cuối, kết hợp cùng với lại một con tướng mở của Kera nữa, follow theo là có thể khóa chết được con Smolder ha. Và cái câu chuyện đó thì nó được xảy ra ở trong cái game đấu thứ hai, nó được xuất hiện ở trong cái game đấu thứ hai ha. Đây game 2 nè, game 2 mình sẽ thấy cái cặp này nè phối hợp đánh với nhau được, vẫn sẽ có áp lực, vẫn sẽ có cái thứ này nọ. À, game 2 thì nó lại đẩy thành cái diễn biến khác. Này, chút nữa nói game 2 sau. Thì đó, vừa mới đó trên cái góc nhìn của Linh. Còn sau tình huống này thì chắc là coi coi cái pha này đi. Cái pha này thì mọi người sẽ thấy là cái vấn đề côn của phía Tiên Oanh thì cũng đang gặp vấn đề nè. À, đây là cái tình huống mà bên phía của Tiên Oanh họ tận dụng được sai lầm của Doran đúng không? Sai lầm của Doran. Xong rồi họ ăn được Baron. Là cái này là cái biến số của trận đấu thôi. Ăn được con Baron. Nhưng cái khúc này á thì họ lại muốn cạnh tranh con rồng. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây á là những cái tình huống côn của phía Tiên Oanh như thế nào, mọi người để ý trên cái bản đồ nhỏ nè. Là Kera đi đầu đúng không? Faker thì đang có ý định biến về, dịch chuyển của Faker thì lâu lắm, khoảng chừng hơn 30 giây nữa mới hồi. Là gần như không thể nào dịch chuyển được trở lại á, thì Faker bị khựng lại một dịp như chỗ này, xong mới bắt đầu di chuyển. Và cảm giác như họ không thực sự là có một cái quyết định nó 5 người ở trong cái tình huống này á, và nó khiến cho pha giao tranh của họ nè đứng ở vị trí không gây sát thương được. Nè, Faker đã 2 lần bấm biến về, một lần ngay chỗ bụi này, một lần ngay chỗ bụi này. Ha. Này tăng đâu có gây đam đâu, Gumashi đâu gây đam đâu, Zed cũng đâu có máu tốt đâu. Trời ơi, thua luôn, thua luôn. Trời ơi. Rồi, ok. Nên bị mất lợi thế, con Baron này cực kỳ quan trọng ha. Và trước đó nữa thì họ đã không, thậm chí là Doran có được điểm hạ gục nữa mọi người. Nhưng cái chênh lệch giãn cách ở đường trên nó được giảm rất là nhiều. Và cái kèo na không phải là cái kèo mà có khả năng slip boost tốt, nó không phải là cái kèo mà đánh cánh mạnh để có thể carry một cách chủ lực. Tức nghĩa ý là con na thì nó vẫn sẽ lăn cầu tuyết một cách từ từ vẫn được, chứ mà nó không lăn theo cái kiểu là dồn dập cơ mưu rắc đồ cái kiểu ha. Và cái cánh phần tư phía bên đây là nó sẽ bị áp lực đến từ con Smolder. Smolder trong ván này của Zeka được farm rất là ok. Đủ 3 stat rồi nè. Xong một toàn luôn ha. Toàn luôn ha. Nhưng pha vừa rồi là cái pha rất là nặng đó. Tận dụng được sai lầm của Doran rồi. Tình huống tương tự. Đây là cái tình huống tương tự đúng không? Nè. Bị mở xong rồi bị đẩy cái chiêu cuối. Mà Hang Hoa Lai làm mấy pha này hay quá ha. Nói gì nói chứ mà Hang Hoa Lai ngày hôm nay đánh tốt nha. Kiểu như là cái phối hợp với lại cái cự ly đội hình của phía Hang Hoa Lai á là cực kỳ ghê nha. Cái đó mình không thể nào mà mình chê được nha. Nói chung là Hang Hoa Lai ngày hôm nay đánh là 10 điểm luôn á. Về mặt phối hợp, về mặt giao tranh, về mặt di chuyển đội hình, về mặt ban bích. Dùng Hang Hoa Lai đánh hôm nay là 10 điểm á. Ác hơn mấy pha phối hợp vừa rồi cũng hay, quá hay. Rồi, đó là câu chuyện ở ván ván 1. Còn cái ván 1 thì mấy cái bước triển khai như thế này nó là một cái điều rất là hiển nhiên ha. Ví dụ như là con Poppy ba bãi qua cướp rừng xong rồi đồ các kiểu á, là cái câu chuyện rất hiển nhiên ha.
Nguyên đã wiscan 10.000 đồng. Họ pick dick rồi để nó tự chơi, đánh lên cho na. Có team nào đánh về đâu anh Linh mặt mếu. Ý là đánh lên cho na thì mà đánh lên cho na, đánh lên cho na, đánh lên cho na, đánh lên cho dick, tại vì nó sẽ liên quan tới câu chuyện thứ hai á, câu chuyện thứ hai là ở ván 2 nè. Linh sẽ tua tua tranh qua chút xíu ha. Ván 2 thì cũng sẽ có cái pha tương tự á, là bên phía của Tiên Quanh họ sẽ đánh lên cho dick. À không, cái câu chuyện ở ván 2 nó lại khác mọi người. Con gần na ở ván 1 thường là người ta sẽ tự lăn cầu tuyết, Linh đồng ý. Nhưng con cơm miêu ở ván 2 á, là một trong những cái con tướng mà mình cần phải được đánh lên, mình cần phải được dành tài nguyên. Thì bên phía của Tiên Quanh là không đánh lên cho con cơm miêu, và thay vào đó họ đánh xoay quanh con dích của Gumayushi. Thì nó hơi ngược đúng, nó kiểu dạng gọi là sao ta, mọi người sẽ thấy nó kiểu dạng nó bị cứng cứng á. Ý là đánh lên cho dích thì tận dụng xấu sau hư không thì cũng ok đúng không? Nhưng mà về cái ngồi nổ bản chất á, Linh nghĩ là nên đánh lên cho con cơ miêu á. Rồi để chút nữa tới cái tình huống macro đó Linh sẽ chia sẻ. Nói từ đầu về ban bích ha. Nhưng mà mọi người có bị theo kịp không? Ví dụ mọi người có theo kịp không? Tại vì trên cái góc nhìn của Linh á, là Linh đánh giá nếu như mà để hở ra Smolder, được, cho JK, được. Nhưng bạn lì thì bạn phải có cái giải pháp. Bạn phải có một cái giải pháp. Và đối với Linh ở trong cặp trận này thì cái giải pháp của phía Tiên Quanh nên là Jit và Cơ Miêu, hai ngòi nổ chủ lực. Và thêm vào nữa là bởi vì ở trong ván này á, thì khi mà Jit đánh con Cơ Miêu á, thì lúc đó bên phía của Doran sẽ còn tướng gì? Ít nhất là còn ba con tướng, Sante, con Jack. Con Jack là con tướng mà đánh tốt ở của Doran ở trong cái giai đoạn vừa qua nha, Sante. Rồi có một con cá sấu nữa. Lâu lâu thì có thêm con Vladimir. Con Gna. Nhưng mà hai con Vladimir với lại con Gna thì nó không phải là cái kèo mà quá sợ. Khi mà con Gmail nó gặp. Chỉ có con Zack của Doran là phải dè chừng nè. Con cá sấu thì cũng có tiềm năng. Tại vì cái kèo đó chất tướng thì con cá sấu nó có thể vận hành tốt. Bên phía của Tiên Quanh Linh nghĩ là ở trong bán 1 á, là Linh nghĩ là ngay cái chỗ bích slot 3 của T1 á, thì nên bích con cơ miêu ngay cái chỗ này thay vì con Leona. Xong rồi sang phase 2 á, họ sẽ cấm con Zack, họ sẽ cấm con Cassante là ngay chỗ này. Chứ mà bên phía T1 họ bích con Leona ngay chỗ này, xong rồi họ cấm hai con tướng hỗ trợ quân phía Delay. Họ cảm giác cũng không ăn thua lắm, Delay còn con Rakan, xong rồi sử dụng luôn cho mình đó con 3 ngay chỗ này nữa. Cũng không ok cho lắm quân phía T1. Linh đánh giá là bích con cơ miêu ngay slot 3 nó sẽ tốt hơn ha. Và sau đó sẽ cấm tướng. Và họ sẽ có cái combo để mà thử nghiệm luôn. Lúc đó thì có thể là cấm, có thể xuất hiện cái kèo cá sấu ngay chỗ này. Hoặc là cấm con cá sấu ngay chỗ này, bích con Cassante ngay chỗ này dành cho Doran. Họ có thể thử nghiệm luôn cả cái bài đầu tiên chuẩn bị của mình. Ở trong cái kèo này khi mà có được cơ miêu thì nó sẽ khá là ok. Nó sẽ đỡ tốn một ván đấu. Xong sang tới ván 2 thì họ sẽ ưu tiên bích con cơ miêu ngay ở phase 1 đúng không? Con cơ miêu thì sẽ được bích ở phase 1. Con cơ miêu được bích ở phase 1. Còn con Nidalee á, tại vì ở trong những cái cặp trước á thì Honor sẽ không ưu tiên con Nidalee, nên bên phía của Hanwalai họ sẽ không cấm con Nidalee ở phase 2 ha. Xong ván 2 này thì bên phía của Thiên Quanh mới lộ con Nidalee này. Xong rồi bên phía của Hanwalai đẩy con Smolder này xuống đường dưới. Cái việc mà đẩy con Smolder này xuống đường dưới của phía Hanwalai nó cũng không ok. Tại vì mọi người nếu như coi Linh phân tích từ mấy bữa trước á, thì Linh đánh giá là con Smolder nó đánh ở đường giữa nó không thua cái kèo chất tướng nào hết. Kể cả Chitana, Koki, Yone, Azir, nói chung là đi đường nó không có thua những cái kèo chất tướng đó đó mọi người. Jerry cũng không thua ha. Thì nó đi đường rất là sòng phẳng. Nên cái chỗ mà đẩy con Smolder này xuống đường dưới cho Viper nó bị hạn chế đường dưới của phía Hanwalai nhiều. Nhưng mà họ muốn đánh cái cặp mid rừng. Họ muốn đánh tướng thuận tay cho CK. Họ muốn đánh cái cặp mid rừng. Còn nếu như trong trường hợp này mà không bích Yone cuối thì sẽ bích con nào đẩy Smolder ra đường giữa, xong sẽ bích con nào mọi người? Mid Fortin ngay chỗ này. Đội hình hai xạ thủ. Một con tướng xạ thủ bị focus bởi cơ miêu á, thì một con tướng còn lại sẽ gánh đam. Quan trọng đó chính là mid Fortin á. Nếu như mà con cơ miêu của Zed mà chụp vô con Smolder á,
thì lúc đó là sẽ ăn hai cái chiêu cuối, một cái chiêu cuối gọi mẹ với lại một cái chiêu cuối bảo đạn của Viper sẽ cộng vô ha. Thì nói chung là nó sẽ có cái phương án để có thể dự phòng á, để tránh cái trường hợp mà bạn bị focus một mục tiêu á, thì nó cũng là cái phương án ban bích được của phía Hanwha Lai. Nhưng mà Hanwha Lai lựa chọn cái phương án là đẩy Smolder xuống đường dưới, xong rồi đẩy con Yone ra đường giữa bằng cái việc mà bích năm Yone ha. Thì khi mà đẩy con Smolder xuống đường dưới á, thì nó đi đường không mạnh bằng đường giữa, cấp độ và trang bị của nó không thể không không nhanh bằng khi mà bạn sẽ xuất hiện ở đường giữa ha, đặc biệt đó chính là cấp cấp độ à, đặc biệt đó chính là cấp độ, thì nó khiến cho bên phía của Hanwha Lai bị yếu ở cánh dưới. Ví dụ mọi người hình dung nha, ví dụ ngay cái chỗ đường dưới của bên phía Hanwha Lai mà là của Mid Fortune thì họ sẽ không có bị tấn công vô rừng mọi người, tại vì Mid Fortune nó sẽ mạnh hơn con Zeke ở mấy cấp độ đầu, ở mấy cấp độ đầu ha. Thì bot sẽ đẩy, mà bot đẩy thì Binus sẽ không bị xâm lăng rừng, bot đẩy thì Binus sẽ không bị xâm lăng rừng vào mùa xanh á, mọi người hình dung không, nó sẽ ra một cái thế khác. Nhưng mà bởi vì đẩy Viper xuống đường dưới nên bot của Hanwha Lai bị thua mấy cấp cấp độ đầu, nên ván này thì Honor đánh vô rừng là hợp lý nha. Bot win, mid win, đánh vô rừng thì ra cái thế trận mà lăng cổ tích cho T1 ở trong ván này. Nhưng thêm vào nữa cái câu chuyện ở đây á là ở ván 2 Linh nghĩ là bên phía của Tiên Oanh họ đã giải quyết được cái kèo ở đường trên nữa, tức nghĩa là cái kèo Kermit với lại Kassante này rất đánh được, rất đánh khỏe. Thì sang tới ván 3 họ không cần phải lo về con Kassante, họ cấm con rắc, họ cấm con cá sấu, họ bích con Kermit ở slot 3, tại vì sang sang ván 3 thì nếu ván này họ thắng sang ván 3 thì họ đẩy về bên phía của team 2, Hanwha Lai bên phía của team 1 thì có thể ban bích theo cái hướng đó được. Nhưng mà họ họ không ưu tiên cho Kermit mọi người, họ ưu tiên cho tướng của Faker đường giữa. Áp lực ha, đây đánh áp lực chứ. Pha này mở fail của Delay mất tốc biến nữa nè. Nili là hợp lý nha, tại vì đợt vừa rồi thì Honor không, Honor với lại team quanh thì không ưu tiên con Nili đánh với lại Peanut, nhưng mà con Nili là một cái sự lựa chọn mà Linh nghĩ rằng được, bên phía team quanh có thể vận hành đánh với lại Peanut được, tại vì nó sẽ chơi mấy con tướng mà hỗ trợ mà nó mang thiên hướng mở mid play á, thì nó sẽ mạnh hơn cho bên phía của Peanut. Thì chơi con Nili theo cái phong cách của Cannon thì vẫn xem cái sự lựa chọn được và tốt cho bên phía của Tinh Quang, Linh nghĩ là như vậy ha. Rồi chắc là Linh tua qua cái khúc mà Linh nói ha, vài chỗ mà Linh nói ha. Đây cái nhịp đầu game thì bên phía Tinh Quang đang vận hành tốt nha, bot đẩy rừng out farm, đây là tín hiệu tốt để cho bạn có thể bạn kiểm soát rừng, bạn ăn mục tiêu. Mid thì cũng đang đẩy một cái nhịp tốt cho bên phía của Faker. Kèo đường trên thì Zed sẽ xử lý được. Một chút nữa thì họ sẽ tận dụng cái sức mạnh đến từ con Nili để mà macro. Nhưng mà đây là cái tình huống mà Linh thấy là bên phía của Tiên Quang có thể vận hành tốt hơn á. Ha, pha này nè. Pha này nè, cụ thể là pha này nè. Ăn được sâu, ba con sâu được một đúng không? Faker đẩy trước cái đực lính ở đường giữa, Kera di chuyển trước. Trong khi đó thì Delay với lại Viper bị kẹt ở đường dưới. Đây là một cái hạn chế tướng của Viper nha. Viper cần quá nhiều thời gian để farm và không có khả năng để có thể đẩy đường á. Thì thông thường á, những cái team khác á, khi mà họ đã kiểm soát được sâu như thế này rồi nè, thì lúc đó là hỗ trợ với lại xạ thủ sẽ có một cái vai trò khác, chứ không phải là đánh lên cánh trên mọi người. Pha này thì nãy có nói đầu trận với mọi người á, là Linh nghĩ bên phía của Tiên Oanh cần phải tập trung tài nguyên cho con Kermit của Zed. Tại vì Kermit của Zed lúc này là không nhỉnh hơn về chỉ số lính so với lại Doran, nhưng về mặt chất tướng á, thì con Kermit của Zed sẽ là một trong những cái con tướng mà đầu tàu ở trong cái pha mở giao tranh. Thì Zed càng nhiều đồ thì cái áp lực mở giao tranh của phía Tiên Oanh nó sẽ càng lớn. Thì đây là cái thời điểm mà bên phía Tiên Oanh nên tập trung cho con Kermit của Zed bằng cách như thế nào mọi người? Tới được với dạng sau của game đấu.
và ít nhất là những kế hoạch bước 1, bước 2, bước 3 của Taiwan đang được vận hành ổn. Họ cướp được rừng cánh dưới, họ làm chậm nhiều quy nấp, họ tấn công vào khu vực sâu cánh rơi một cách miễn phí khi mà Hàn Quốc bắt buộc phải buông bỏ bởi vì họ không thể cạnh tranh. Lên xuống đến từ vị trí của Josh để phòng ngự với tình huống đẩy vào của Viper, đó lính có bất lính. Dịch trong tay của Wilson lên đánh trên đó tới lính. Buộc phải buông bỏ bởi vì họ không thể cạnh tranh. Lên xuống 2 bước 3 Taiwan đang được vận hành ổn. Họ cướp được rừng cánh dưới. Fan này thì mọi người coi diễn biến chính ha. Fan này thì rớt. TP xuống đường dưới. Cấp độ 6. Đẩy được quay này. Rừng đối phương thì không có mặt cái cánh trên, coi như là có mặt cánh dưới rồi. Còn bên phía của Tiên Quanh thì họ quyết định là đẩy dích lên đường trên để tận dụng cái khả năng ném bom và áp lực đến từ cánh rừng ở cánh trên đó để họ tập trung họ khai thác lên cánh trên ha. Thì chắc chắn là Zed sẽ bị focus ở cánh dưới. Ok, Zed giải quyết được cái đợt lính đầu tiên. Fan này cũng câu được một mớ thời gian ha. Nhưng mà chắc chắn cũng nằm rồi. Khó chạy lắm. 4 người lần mà. Rất chết ha. Thì cái câu chuyện ở đây á là trên cái góc nhìn của Linh nha, Linh sẽ đưa ra rất là nhiều những cái ý kiến cá nhân của mình ở trong cái ván thi đấu này luôn ha, và cả ván trước nữa ha, lẫn cả Banbich, lẫn cả Macro. Thì trên cái khía cạnh của Linh ở trong cái những cái tình huống Macro như thế này á, thì căn bản á là bên phía của Tiên Quanh sau khi ăn được sâu rồi á thì họ nên tập trung cánh trên cho Zed, tức nghĩa là Zed không cần phải TP với mọi người, là họ sẽ có áp lực đến từ con Alistar này với lại con Nili này để mà tạo ra được cái cơ sở tấn công dành cho Zed. Thay vào đó, con Zed ở thời điểm hiện tại có nước mắt rồi, cấp độ 5, thậm chí là có luôn dịch chuyển. Thì với một con Zed cấp độ 5 là nâng 3 Q 1 E rồi xong rồi một đúp, thì đây là cái con tướng có thể tự chơi được ở đường dưới. Và thậm chí nếu như có băng trụ nha, nếu như mà có bị băng trụ, thật ra thì cái việc mà bạn tích lính trước một con Zed như thế này nó không cao ha. Thì thay vì mà cái việc mà Gumayushi di chuyển ra phía này nè, đó, di chuyển ra phía này, thấy đối phương đã bỏ rồi, mình có áp lực đẩy trước cái đợt lính ở đường giữa, thì Gumayushi nên chạy ngược trở lại ở đường dưới, lụm cái quay này. Nên chạy ngược ở lại ở đường dưới, lụm cái quay này. Và chưa kể đó, cái cấp độ đến từ Gumayushi chắc chắn sẽ nhỉnh hơn so với lại Viper. Lúc này thì Gumayushi chắc là đang ở cấp độ 5, khoảng chừng 60-70% cái cây kinh nghiệm là ngay chỗ này. Ăn thêm một quay lính ngay chỗ này nữa, hoặc là hít thêm vài con lính. Thật ra ăn thêm quay lính ngay chỗ này chắc chưa lên cấp độ 6 đâu. Nhưng nếu như mà On Gumayushi có bị băng trụ ở đường dưới á, thì anh ta cũng dọn xong cái đợt lính này rồi, và sau đó có thể sử dụng cái dịch chuyển của ta quay ngược trở lại đường dưới, farm thêm cái đợt lính tiếp theo lên cấp độ 6. Lúc đó thì Viper với lại Delay không thể nào set được những cái quay tiếp tục die ở đường dưới được nữa. Và thay vì đó thì bên phía của Tiên Quanh sẽ có áp lực lên cánh trên để tập trung cho cái tài nguyên của Zed. Và thậm chí Zed khi mà thắng đường rồi á, cái áp lực mà bị băng trụ của Masi ở đường dưới nó sẽ giảm, tại vì Zed có TP. Thì Linh nghĩ là Macro theo cái kiểu đó nó sẽ ngon hơn, và nó sẽ tận dụng cái chất tướng tầm xa của con Zed này nó ok hơn. Nó ok hơn so với lại việc mà con tướng tay ngắn như là con Kermiu của Zed. Kermiu của Zed thì đâu có khả năng dọn lính tốt đâu. Mọi người hình dung không? Mọi người hình dung cái chỗ Macro ngay chỗ này không? Đây cái Macro mà Linh nghĩ, không biết là Linh không nghĩ nhiều người sẽ chỉ cho mọi người á, Macro ngay chỗ này á. Thì đối với Linh, Macro ngay chỗ đó thì nó sẽ ok hơn so với việc mà đẩy Zed xuống đường dưới xong rồi Zed bị đai trụ, xong bên phía của Tiên Quanh tấn công lên đường trên như thế này. Mọi người tưởng tượng là ngay chỗ này mà có cơ miêu của Zed ha, Alistar vô tăng trụ có dư chấn, xong rồi kết hợp giữa sức mạnh phép thuật của Honor, xong rồi chưa kể là một tình huống mà đu CC với lại đẩy cái chiêu cuối của Zed nữa, thì Doran rất khó chạy rồi, lụm Doran, xong rồi đẹp nhất là nhường thêm cái điểm hạ gục đó dành cho Zed, là coi như là Zed vừa tẩy được một cái đợt lính to của Doran không có dịch chuyển, mà vừa có cơ hội bào khiên trụ. Gumayushi thì ném bom farm xa đường dưới. Nếu như mà lỡ Gumayushi có bị đai trụ ở đường dưới, ở trong cái fan giống như fan này đi, fan này đi ha, mà Gumayushi có mặt ở đường dưới ngay chỗ fan này đi, ném bom, lỡ mà bên phía của Hangulai quyết định là băng trụ không cần lính luôn, hoặc là còn một hai con lính á, thì Guma vẫn còn dịch chuyển nữa. Sau pha đó dịch chuyển ngược trở lại đường dưới, lụm thêm cái quay này lên cấp độ 6, ném bom dọn xong cái quay này clear hết là xong. Là xong.
Hanwha Sport biết mình không thể cạnh tranh ở cánh trên và họ đã tìm được một mục tiêu ở khu vực cánh dưới. Nó không dễ dàng. Z đã xử lý, tôi nghĩ là mắc bên ở trong tình huống đó để có thể khiến cho bên Hanwha mất nhiều tài nguyên nhất. Một tình huống tương tự, Doran sẽ phải giải quyết. Anh ta mở đường để lùi được cánh đầu tiên của Siwan ở khu cánh trên. Anh ta vẫn còn có tiền, vẫn còn khô máu. Siwan bắt đầu tấn công nhịp hai, tất cả mọi thứ đều vào Siwan địa ngục. Doran cùng nó là lao vào tấn công, vẫn sẽ phải nằm xuống. Ở trên cái góc nhìn của Linh nó sẽ là như vậy á mọi người. Mọi người hình dung không? Mà mấy cái chia sẻ macro này linh quý lắm, Linh mới chia sẻ nha. Sao không chịu cấm con Smolder vẻ Linh? Em thấy Tiêu Quanh không có cách khắc chế. Đối với Linh thì con Kermiu với là con Zik ở trong cái meta này thì có thể hạn chế được con Smolder. Và có đúng ván này thì họ chơi theo phong cách đó, nhưng mà họ chơi theo cái kiểu như là cái comb đó, nhưng mà họ lại không nhường tài nguyên cho bên phía của Z, nên Linh bực là Linh bực ngay chỗ đó đó mọi người. Ý là đã chơi con cơ build rồi, đã chơi con Zik tự farm rồi, thì nên để cho Gumashi tự chơi đường dưới và tập trung nhiều cho Z lên. Ván này thì mọi người thấy là Z không được tập trung nhiều á. Mà khúc cuối hình như Z có pha xử lý câu kéo cũng tốt. Để mà cá nhân của Z thì đánh ở trong ván này Linh thấy cũng ok, không đến nỗi là quá tệ ở trong ván này nha. Còn mấy ván sau mình không nói. Một cái câu chuyện ở đây là bên phía Tiên Quanh họ đã để hở ra con Spawner liền như quỷ rồi, hở ra con rồng rồi, sang tới mấy ván sau họ không có cái combo này. Mà trong khi đó ván 2 họ đã giải quyết được cái kèo Kermiu với lại con Cassante. Là giải quyết đánh được cái kèo này á. Giải quyết ở đây là đánh được cái kèo này á. Xong rồi sang tới ván 3 họ đơn giản là họ sang tới ván 3 là họ đơn giản là bích mẹ con Cassante ngay chỗ này đi. Linh xin phép tua nha. Nè, ví dụ sang tới ván 3 đi. Nè, sang tới ván 3 đi. Bích dứt ngay chỗ này đúng không? Cái chỗ này là mình đang không thấy được cái full bàn bích nào. Nè, bích 1 là dứt, bích 2 là Sejuni, bích 3 con Camille đi. Xong rồi cấm là cấm con sắt, cấm là cấm con cá sấu. Doran chặt tay chưa? Hồi nãy xử lý được cái kèo con Cassante rồi đúng không? Camille với lại Cassante xử lý được đúng không? Xong rồi chỗ này binh Corki. Chỗ này binh Corki. Chắc là trong meta này Faker cũng đang bị hạn chế tướng. Yone vận hành không tốt. Yasuo thì cũng chắc cũng không tự tin. Chitana thì đã bị cấm. Sợ sang tới phase 2 thì chắc là sẽ bị cấm Corki. Sẽ bị cấm những con tướng đường giữa. Cấm Corki. Bây giờ còn Lucian với lại Caitlyn chơi được không? Lucian với lại Caitlyn chơi được không? Không ưu tiên bích con Corki ngay chỗ này. Xong bích cuối con Jerry ngay chỗ này. Bích cuối con Jerry thì Linh nghĩ cũng cảm giác như... Nói chung cảm giác như cũng gọi là sao? Cũng có niềm tin. Tại vì Z đánh con Jerry đợt vừa rồi cũng ok. Xong rồi Doran kiểu như đánh con cá sấu trong với trận Genji đánh không được tốt á. Nhưng mà đợt đó thì Doran tự tin nha. Doran hình như bữa trận Genji á, là ván 1 á, là bích con rắc. Ván 2 là chuyển qua. Đáng lý ra ván 2 nên bích con rắc luôn. Không biết sao Doran chuyển qua cá sấu xong rồi bị fail. Xong rồi từ đó không dám đánh cá sấu nữa. À, rồi kêu quay trở lại ván 2 mọi người ha. Đường đến từ của Wayne và Kerea nó chỉ dừng lại ở giáp trụ và mẫu thôi, mất đi không quá nhiều, không có giáp trụ nào cánh dưới dành cho Wayne và Kerea cả. Nhưng tôi tin rằng là khả năng phá. Macro ngay chỗ đó Linh nghĩ cũng quan trọng, cũng là một công cụ này nọ. Nhưng mà khúc này thì bên phía Tiên Quanh vẫn có lợi thế giai đoạn đi đường mọi người. Với lại kiểm soát được cái mục tiêu là 6 sâu hư không. Macro thì tạm gọi là ok. Có sâu mà. Vận dụng được cái điểm sáng của phía Tiên Quanh ở trong ván này là vận dụng được cái áp lực đến từ sâu hư không và vận dụng được con Zik để bào công trình, và từ đó lăn cầu tuyết thì cũng ổn. Faker đi lên thua là Hangolai Ramit nhiều quá. Đúng chính xác là như vậy nha. Delay áp lực Ramit của Delay cực kỳ cao ha.
kể cả mấy cái pha mà con Poppy tốc biến để vào làm choáng, lúc đó mà Faker tốc biến được đi thì căn bản là Faker cũng bị lỗ về mặt tài nguyên rồi. Nếu như mà đánh giao tranh 5 thẳng mặt các đội của T1, tôi cũng chắc lắm là việc họ sẽ mạnh hơn so với Hàn Quốc. Đúng vậy, tại vì cái lượng CC với cái 3 vị trí, 4 vị trí lao vào của Hàn Quốc nó rất là khó có thể cản phá. Cho nên T1 cần phải tận dụng tối đa cái khả năng đẩy đường của mình để tạo khoảng cách về tiền. Ngay lúc này thì T1 đang tạo được khoảng cách gần 3.000. Nếu như họ có thể giải quyết tốt sứ giả và ăn thủ một đường giữa thì nó có thể được lũy tiến lên rất là nhanh. Đội hình của phía Hangulai là bởi vì đẩy con Smolder xuống xạ thủ á, nên Viper tốn quá nhiều thời gian, mất quá nhiều thời gian để mà mạnh ha. Zay đã WeScan 5.000 đồng. Hôm trước A bảo T1 thắng trận này, xong vào đấm cả gen, gờ mà anh vẽ này chết fan T1 mũ mũ. Toàn cũng nổi. Toàn. Rồi ok, coi tới cái pha hèn chốt đi. Cái khúc này lăn cầu tuyết thôi. Mấy cái tình huống này là kiểu dạng lăn 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 BK BK. Ui nhưng mà kiểu dạng JK có nhiều điểm hạ gục nha. Đây là những cái tình huống mà kiểu dạng đánh đổi của phía Hangulai nè. Hangulai họ có macro cũng ghê mà mọi người. Họ chấp nhận đánh đổi lỗ để mà tìm kiếm ra cái bài toán để giải quyết, mở ra một cái chìa khóa cho cái cách giao tranh của mình bằng việc di chuyển lên cánh trên, tạo ra những cái thế khai thác rớt và tập trung cho JK. Họ sẽ kiểu như khi mà JK xanh á, họ sẽ phân định bằng mấy cái pha mà team fight á mọi người, và nó phù hợp với lại cái đội hình của phía Hangulai, đội hình giao tranh tổng. Thì chắc chắn đổi như thế này bên phía tương quanh không lỗ ha. Lại có xấu sâu hư không với lại có xích mà mượn. Nè mọi người sẽ thấy ván này nè. Azot không có được dùng tài nguyên. Còn bị chết lẻ nữa. Xong Kera bị chết nữa. JK 3 sát. Tự nhiên thấy sáng hẳn ha. Con Yone 3 sát sáng hẳn. Nhưng vấn đề là thời gian nó cũng có hàng và JK rất là tỉnh táo trong việc lắp một cú tạt ngang của Z không bị làm choạng. JK mất tốc biến rồi chứ nếu như vào trong sau mà ta còn tốc biến. Và cánh trên thì Z bị chặt chém bởi Yone JK tầm này rất mạnh. Bản này thì Kumasi cũng có mấy cái pha mà chiêu cuối ok nha. Nói gì thì nói. Nhưng mà được tập trung tài nguyên thì Kumasi cũng làm tròn vai. Tròn vai được ván 2. Nếu như giải quyết Baron này bị rắc rối thì sẽ có. Như vậy là một dòng đội chủ 2 tăng được pha thì họ sẽ cần thêm một nguồn kèo. Đồ rưỡi tới từ vị trí của JK. Với 6 sâu và xích. Đúng. Cái vấn đề đây là Hanwha Sport là một đội mà họ đã biết cách để có thể đòi lại được những thứ ở những chỗ khác. Đẩy đẩy thôi, trên 3.000 tiền. Trên 3.000 tiền này với một con Yone 4 sát. Ở chung vẫn phải về chừng, nhưng phải về chừng á. Tại vì cánh của phía tư quanh bây giờ không mạnh hơn. Cánh của Z không có mạnh hơn. Trên 3.000 này nhưng mà thế trận nó không chênh hẳn. Cái điểm được của phía tương quanh là bây giờ chỉ có cái đợt lính thôi. Đợt lính có trụ đường giữa ok thôi. Chứ mà cái thế trận thì nó không chênh hẳn. Thiên về biến số nhiều. Rồi đẩy chắc là đẩy tới pha cuối ha. Hai bên thi nhau kiểm soát căn bản mọi người. Mấy tình huống này mấy tình huống căn bản. Chứ mà khúc này mà Zed có pha này xử lý đào thoát cũng ok nè. Chạy cũng nhanh. Chứ mà không thôi pha đó Zed chết là căng á. Và Hangulai cũng chạy được pha sau luôn. Chứ mà pha đó nếu mà Zed chết thì nhiều khi là bị áp lực Baron đó mọi người. Mà mọi người biết rồi, vô cái áp lực Baron xong rồi bên phía của Hangulai họ có mấy cái góc mà bọc bọc xong rồi mở mở á. Đặc biệt là con reo á. Tình huống rất là khó chơi ha. Và đó rất chạy được là ok á. Shot goal lụm Baron. Lụm được Baron ha, chạy. Chạy. Quan Đức đã WeScan 5.000 đồng. Trận này A già suýt pen mà thằng cháu Guma. Xem đưa bên ta kêu hả? Má coi YouTube xong rồi cái máy của tôi nó vẫn hú dữ người ta. Ok vẫn được ha, có bùi lại Baron che chắn tốt.
mất đi vài thành viên. Baron 800 máu trừng phạt tốt đến từ Honor. Baron 1 cực kỳ quan trọng cho bên phía tương quanh nha. Baron 1 là để cho họ gây sức ép á, họ bào công trình á. Chỉ bào công trình thôi nha mọi người. Chứ bây giờ giao tranh thì Linh không chắc là bên phía của tương quanh giao tranh thắng á. Giao tranh 5 năm á. Giao tranh nó hên xui lắm. Tại bên phía của Hangwala bây giờ giao tranh vẫn khỏe. JK nó 3 sát. Ơi JK 4 sát 3 đồ lớn. Bù là bằng lụm Honor. Mất 2 người. Mất 2 người nhưng mà bù lại thì bên phía của Hangar mất 3 chiêu cuối. Nên không đánh giao tranh được tiếp. Mà bị cái là Baron này áp lực không đủ lớn để mang về cái trụ hai đường trên á. Thì pha đó là mọi người thấy là bởi vì cái sức mạnh giao tranh tổng của phía Hangulai nó quá mạnh rồi. Sức mạnh giao tranh tổng của phía Hangulai nó quá mạnh rồi. Nên họ không có ngại ở trong mấy pha mà team fight á. Đó sẽ là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cẩn thận đến từ Viper là hợp lý mà thôi. ZK cũng sẽ rất cẩn thận nha. Đúng không? Anh không đang không đủ chịu theo kiểu thuần mà anh sẽ mồm giáp hồi sinh. Để các băng vào, anh sẽ chơi được hai mạng. Đúng không? Nếu như anh ta đủ được mạng với Zik hoặc là Tristana cái mạng của giáp thần thì thực sự ra là thế rất lớn dành cho các cái phía ngoài spot. Và nên nhớ rằng đội hình của Hangulai lúc đầu thì họ chưa có sát thương đâu, bây giờ thì rất nhiều rồi. Bây giờ như là khi mà Smolder đã tích được những cái điểm cộng dồn có khả năng tiến, thì bắt đầu đội hình của Hangulai sẽ cạnh tranh mục tiêu một cách quyết liệt hơn. Cụ thể là khoảng chừng Aron và Baron ra gần như cùng một lúc nha. Chỉ là chỉ vài giây thôi. Anh phải rút lui về trước khi mà có chất nổ của Yuji được. Q3 không thành công đến từ ZK bên này đó là một người và đó là của Yuji. Hướng ngược trở lại sau pha mở này của Kira xong rồi đi vệ sinh luôn đúng không? Mở dạ. Đổi mạng đồ các kiểu. Rớt nó có giáp thiên thần. Ui fan này siêu bom địa ngục đẹp nha. Kuvasi ném hết mana luôn rồi. Có tiếp Baron. Mà phải hai con Baron thì mới lấy được cái trụ hai đường trên đó chứ. Hai con Baron mới lấy được cái trụ hai đường trên. 34 phút hai buổi lỡ Baron. Ánh xạ. Anh này Guma ném chiêu cuối trúng 4 người đã ha. Trời, fan khoái. Mọi người thấy là cái cánh của phía tiên quanh nó không có đủ mạnh á. Còn cơ mưu của Zed nó không có đủ áp lực. Rồi Honor bị dịnh. Tiếp tục là giống nãy. Honor chết, Kira chết. Nhưng mà bên phía của Hangulai mất 3-4 cái chiêu cuối quan trọng. Đó là cái tiền đề cho Faker á nè. Trong pha này thì bên phía của Hangulai đánh tiếp. Đánh tiếp nhưng mà mọi người coi là Faker free shot hoàn toàn ha. Free shot hoàn toàn. Full đồ nữa. Bắn cơ. Xém nữa là Penta kill rồi. Pha này sao cũng mà có mạng vậy. Hai người nằm xuống cú double kill dành cho đường giữa bên phía của T1 Viper tới nhưng Faker nói rằng là thích tỷ chiêu bạn ơi. Có được triple kill. Ủa trúng gì ạ? Dành cho đường giữa bên phía của T1 Viper tới nhưng Faker nói rằng là thích tỷ chiêu bạn ơi. Có được triple kill dành cho vị trí của Faker. Bom này đang tới đây đúng không? Bom đang tới đây đúng không? Hất lên, Faker bắn một hit. Xong rồi ăn CC của Kira. Bom tới nổ. Nổ nhiều máu vậy. Nổ súng lục lưu đình hả? Ok, xém nữa Penta kill rồi. Và ở trong những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất thì một lần nữa Faker lại lên tiếng cho T1. Cơ Mew nó cover như thế mà bảo không áp lực. Tại đồ của Cơ Mew nó không có hơn đồ với lại con Yone á. Với lại nó đang bị áp lực bởi con Sejuani á. Áp lực ở đây mình phải hiểu là cái áp lực cánh á. Áp lực cánh của bạn phải đủ mạnh để hút tài nguyên, hút người của bên phía đối phương á. Thì với cái lượng trang bị này của Zed, với việc mà Zed mất giáp thiên thần á, thì nó không vượt trội hơn và nó không tạo ra đủ áp lực để mà hút người. Và từ đó nó sẽ mở ra, nó kéo giãn đội hình của phía Hangulai. Và nó sẽ mở ra cái khoảng trống
dành cho con Chitana với là con Zeke nó vào công trình. Nên mọi người sẽ thấy là cái trụ hai đường trên này nó tồn tại một khoảng thời gian rất lâu, 37 phút mà vẫn đang còn trụ hai. Thì cái câu chuyện ở đây, áp lực ở đây là bạn nên hiểu thấy cái áp lực đó kiểu là như vậy. Hình dung không? Hình dung được cái chuyện mà áp lực ở đây không? Khi mà bạn chơi cơ miêu á. Đáng lý ra là con cơ miêu của bạn khi mà đạt được cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị trở lên là lúc đó là cái chất tướng đường đơn của bạn đã rất khỏe rồi đúng không? Rồi ván 3 nãy có nói mọi người á, lì dữ quỷ. Cơ miêu đâu? Zit slot 1, Shizune slot 2, Cơ miêu slot 3 là đẹp rồi. Ban con rắc, ban con cá sấu, Kasante nãy ván vừa rồi đánh ok. Nhưng mà một phần là bởi vì chắc là ván vừa rồi bị khai thác nhiều. Xong rồi ván này Faker cái bể tướng cũng không quá rộng ở đường giữa. Xong phía bên đây lại là những con tướng thuận tay. Smolder, Poppy, Jihin. Jihin này nó khác với lại con Smolder ở ván 2 của phía Hangwalai nha. Bot họ đẩy. Bot họ đẩy. Rừng Poppy mạnh ở cấp 3. Vô rừng tìm luôn đó chứ. Vô rừng tìm luôn. Với lại ván này thì Kera cũng bị fail mọi người. Ván này thì có cái pha mà Kera bị mix kinh nghiệm của lính. Bắt đạn thứ tư Viper vừa tặng cho Gumayu. Khi họ đánh cặp boss đường dưới họ không lấy được lớp. Chỗ này nè. Họ đấy, tại vì đây. Jin làm con tướng mất kinh nghiệm của lính không lên được cấp 2. Bạn dùng nét vẽ tầm xa, bạn dùng những cái lựu đạn nhảy múa để bạn farm, mà bây giờ trông Viper đứng trên lính kìa. Hai viên thứ tư vào người Gumayu với cái việc phòng ngự tốt ở cái bị mất kinh nghiệm nè. Thì liệu chứ Wan có cái bài toán giải gì với cái việc phòng ngự tốt? Xong rồi khúc này mới cấp 1. Khúc này chắc là đang đứng lên cao chút xíu để hít kinh nghiệm lên cấp độ 2 xíu. Nhưng mà mới cấp 1 à. À mới cấp 1 ha. Yếu máu luôn. Xong phòng rừng 37 của phía Hang Walai luôn. Đánh vô rừng. Pha này khó đỡ. Pha này không biết đỡ sao luôn. Pha này rất khó cho Honor ha. Mid không đẩy. Cái kèo JK đánh với lại mấy con tướng xạ thủ khỏe lắm mọi người. Kèo Smolder đánh với lại mấy con tướng xạ thủ rất khỏe ha. Đánh quá khó. Đánh này Hangwalai đánh mạnh lắm. Đánh này thì Hangwalai đánh mạnh bởi vì Hangwalai đánh mạnh như thế á. Kiểu như là cái vấn đề về mặt tâm lý của phía tiên quanh nữa. Nó cũng sẽ bị lủng củng á. Tự nhiên sang tới ván đấu bản lề thua nhanh á. Ván 2 đang thắng xong rồi tới ván đấu bản lề, ván đấu thứ 3. Đội tuyển nào thắng sẽ là dẫn trước hai ván xong một kiểu dạng thua á. Thua một cách kiểu dạng nằm ngửa. Thua đúng kiểu nằm ngửa luôn. Xong rồi bên phía của Hangwalai đánh ván 2 đánh dư thần nữa. Mấy cái pha phối hợp đúng đỉnh luôn. Toàn. Rồi ván này bỏ bàn hả? Toàn. Nhiệm vụ của anh ta không còn tốc biến nữa. Ván 4 thì Linh không coi, nhưng mà ván 4 có tình huống nào đặc sắc không? Ván 4 bích con Nasus ngay chỗ này là ok lắm luôn nha. Bích con Nasus bích cuối đánh với lại con Cocky của Zed. Ok. Cái đội hình này là mọi người thấy rồi. Bên đây lăn cầu tuyết không được là chắc chắn thua. Bên đây lăn cầu tuyết không được là chắc chắn thua. Rồi ván 4 thì Linh không coi nên có cái tình huống nào đột biến không mọi người? Đúng rồi, cái pha vừa rồi Kera bị ép về, bị lỗi, mất kinh nghiệm. Nên cái áp lực tấn công vào rừng nó sẽ lớn hơn. Ở pha đó thì Honor chắc chắn vẫn sẽ bị tấn công vào rừng. Nhưng mà nếu có sự hỗ trợ của Kera nữa thì nó sẽ giải tỏa. Phần nào đó thì nếu bị cướp một bãi thì còn hai bãi kia. Ván này cho Linh hỏi là có tình huống nào mà đột biến không? Có tình huống nào đáng để mình coi không? Người đang đi này như thế nào, một đổi một đông quy vu tận. Lần này thì Kera đã không thể nào có được một pha giao tranh tốt, một mình anh ta đứng giữa đội hình của Hangwalai Sport, phải áp lực vào Baron của Hangwalai Sport. T1 bây giờ ít nhất là phải đợi Kera hồi sinh lại, và bây giờ họ phải đợi cạnh tranh Baron hả? Họ đợi dầu tiếp cạnh tranh Baron có thể tạo ra chưa kết coi pha cuối thôi ha, thua quá rồi. Khi
mà có cú dịch chuyển quay ngược trở lại đến từ JK, lợi thế về người tạm thời đang thuộc về Hang Gliders Sport và họ đẩy lui hoàn toàn T1, không có bất trở lại đến từ JK. Đúng người. Thôi. Được. Cái khả năng chống chịu của mình mà không mất bất cứ Hang Gliders mất tài nguyên nhiều. Hang Gliders Sport đã mất đến 4 cú chiêu cuối rồi. Họ đã mất thêm cái sự giảm mất linh hồn đồng đức vào Baron. Nhưng vấn đề là Binat vẫn có tốc biến. Ok, Baron không có chống chịu, ăn Baron hơi tốn máu á mọi người. Kera phải là người chống chịu nè. Sụp phải là người chống chịu nè. 306 máu Pinot thắng. 306 máu Pinot thắng. Honor trừng phạt. Pinot trừng phạt nè. Có tầm nhìn tới từ D-Line, người đang đi thẳng vào để lấy thông tin cho Pinot. Pinot bắt đầu tiếp cận vào khu. Ây da, trừng phạt sớm. Cái big bomb chưa tới. Chắc fan này cũng đang côn tim. Chắc fan này cũng đang côn tim là ê 1300 máu nha, 123 là dồn đam. Rất đang để dành cái big bomb. Có tầm nhìn tới từ delay, người đang đi thẳng vào để lấy. Không, fan này xui rồi, fan này không chắc được honor mọi người ơi. Fan này xác định là nè, khúc này là đang chuẩn bị xác định là dồn đam nè. Là có chiêu nào là bắt đầu ném á. Chết có cái big bomb. Xong rồi Gumashi là ném quy nè. Gumashi ném quy đúng không? Linh thấy cái quy của Gumashi nè. Nè, cái này là cái quy của Gumayushi đúng không? Cái big bomb. Cái trừng phạt. Là 1600 máu hay 1400 máu, 1600 máu. Xong rồi nơ trừng phạt sớm để chồng đam với lại đồng đội của mình. À, ý đồ là như vậy. Hợp lý, không trách được. 50-50 thôi, xui mất hơi. 306 máu. Phan này mất 1 triệu thôi mọi người. Phan này mất 1 triệu thôi. Phan này ăn Baron thì ăn được Baron thì chắc là hy sinh hai người. Không có về, không biết có về hết được không nữa. Ai mất triệu ha. Thang Baron, anh ta lấy được Baron cho Hang Gliders Sport và T1 chính thức thang vỡ trong tình huống này. Họ chỉ có thể phải đó chồng đam mà, phải đó chồng đam của cả team mà. Tiếng của tôi đang nghe từ chỗ của Doran, nó gõ liên tục vào đầu của Gumayushi, anh ta cũng đã gục ngã. Zed sẽ là nạn nhân tiếp theo. Hành trình của T1 ở tại LCK mùa hè 2024 tôi nghĩ rằng sẽ chấm dứt. Rồi ok, đó là trên cái góc nhìn của Linh mọi người ha. T1 bây giờ nhiều vấn đề quá. Cái bể tướng của T1 bây giờ không rộng. Và thậm chí là họ đang bị hạn chế về bể tướng nha. À, cái này phải nói đi phải nói lại là rõ ràng là như vậy ha. Họ hạn chế về cái bể tướng. À, Faker thì không đánh được con Yone, không đánh được con Seri. Hai con tướng đó. Yasuo thì chắc là bây giờ phong độ không có đủ tự tin để mà có thể sử dụng Yasuo á. Yasuo Daina cũng xem cái phương án ok chứ bộ. Yasuo Daina xong rồi Kermiu ở đường trên, Zid ở đường dưới. Wubo combo chưa? Được á. Nhưng mà chắc là họ cũng đang bị áp lực này nọ, các thứ này nọ, đánh không bung tay được. Thứ hai nữa là mọi người thấy là Gumayushi cũng không có vận hành được tốt mấy cái bệ tướng xung quanh vừa rồi. Còn Ash bây giờ không phải là một lực mà bên phía của đối thủ của phía tiên quan phải sợ nữa. À, tại vì con Ash trước nằm trong tay của Kera, hai sở thủ đường dưới thì nó lợi hại. Còn Ash của Gumayushi thì nó cũng không phải là cái điều mà quá đáng lưu tâm. Mid Fortune thì cũng không ok. Zid thì cũng không ok, được con Jin của Gumayushi thì là ok. Nhưng mà trong cái kèo này thì họ ưu tiên con Zid nhiều hơn. Xong rồi Honor đợt này thì đang có con Lilia là ổn. Con Nidalee thì họ cũng thử nghiệm ở trong cái cặp trận này thì cũng không ok. Không ok. Xong rồi Zid, người mà dạo vừa qua thì gọi là carry chính của phía tiên quan Zid nha. Dạo vừa qua thì carry chính của phía tiên quan thì ngày hôm nay cũng không tự tin. Sau cái ván 2 thì đánh kèo cơ mưu nó không ok rồi. Và kiểu như là không có được dùng tài nguyên thì cũng mất tự tin với lại con cơ mưu không có play bích được. Chứ mà trước là play bích đánh ok luôn á. Nhưng mà đợt này thì cũng không play bích được con cơ mưu. Nó khiến cho con cái combo mà dích với lại cơ mưu là cái combo mà Linh nghĩ rằng họ có thể dùng để khóa chết được Summoner. Nhưng mà họ không đánh được nữa. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây là khi mà họ không đánh khi mà họ không đánh được nữa thì xong cấm con Kermiu ở lộn xong cấm con Simonder. Ví dụ ván 4 đi, ván 4 họ cấm cái gì ta? Ván 4 cái slot 3 của họ cấm cái gì mọi người? Thì
V với lại Maokai là phải cấm rồi đúng không? Vẫn tiếp tục là con sắt. Nếu như mà đặt lên bàn cân con rắc này với lại con Smolder thì sao? Mà khi mà bạn đó không có lời giải quyết với lại con Smolder. Cái câu chuyện của Linh đó, đang đề ra là con Zik với lại con Kermiu làm cái phương án đánh với lại Smolder được. Nhưng bên phía Tương Quanh đang không có lời giải với lại con Smolder. Trời ơi. Vẫn cứ là cấm con rắc ở đây. Không có lời giải mà bên phía của team xanh nữa. Xứng đáng top 3 nha. Xứng đáng top 3 nha. Xứng đáng top 3.